Mũi dị tật và tai nạn thì nó khác chứ. Một mũi bình thường thì nó sẽ đơn giản hơn rất nhiều, rất nhiều. Còn một khi mà đã bị dị tật, đặc biệt là các bạn hay dị tật ở mũi là các bạn bị dị tật sức mô hơi mét. Cái cấu trúc nó lệch nhiều thứ, nhất là cái vách ngăn nó không còn đúng cái vị trí mình cần thiết. Cái vách ngăn nó giống như cái móng nhà vậy, cái móng nhà nó phải thẳng thì nhà mới thẳng được. Do đó khi mà những trường hợp mũi dị tật đó thì cái mấu chốt vấn đề là phải làm sao để chỉnh sửa vách ngăn mình cho thẳng. Rồi tiếp theo nữa thì mới bắt đầu là những cái sụn cánh mũi rồi bên ngoài, phải làm cái sụn cánh mũi rồi bên chỗ cái cánh mũi phải làm sao để cho nó cân đối, nó thẳng lại. Do đó cái thời gian mổ thường kéo dài lắm. Trường hợp mổ mà mổ mũi mới thì khoảng tầm 2 tiếng là xong rồi, nhưng mà mổ mũi dị tật có thể 5-6 tiếng mới xong đó. Rất phức tạp, nhiều thứ phải làm. Rồi những trường hợp tai nạn thì cũng tùy theo tai nạn. Tai nạn mà bị gãy xương, bị lệch qua nhiều quá, phải đục xương thì đó thì phức tạp. Đục xương chỉnh sửa cho thẳng lại phức tạp. Còn những trường hợp mà gãy nhẹ thì đặt lên thì lại đơn giản hơn. Còn một số trường hợp mà bị gãy sụn cánh mũi rồi luôn, đứt luôn thì khi bỏ ra mình phải cần phải khâu chỉnh sửa lại cái cấu trúc bên trong, cấu trúc sụn bên trong thì lúc đó cái mũi mới cần đối hoài lại được nhé. Rồi nói chung là một khi đã có những vấn đề tai nạn hay gì tật này thì về cái mũi thì nó sẽ khó hơn so với chuyện là một cái mũi mới, một cái mũi hoàn toàn bình thường.